Hello hello, xin chào tất cả quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bác Hưng bán nhà Gò Vấp Tân Bình và quận 12, cũng như là trên hệ thống Facebook Nhà đất Bác Hưng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một khu nhà lầu đồng bộ, một khu nhà lầu hiện hữu chỉ có khoảng tầm 10 căn thôi, nằm ngay trên trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Khu nhà mình là một khu nhà xây mới hoàn toàn vào năm 2020 nha. Các căn ở bên tay phải là xây vào năm ngoái, còn phía bên tay trái này, tay trái màn hình của quý hàng, những có 4 căn thôi. 4 căn. Mới xây vào xong vào năm 2020, đầu năm nay nha. Và chúng ta sẽ đến với bộ đôi phía ngoài này. Ngang 4m2, dài 15m. Và đang được giao bán với giá rất mềm thôi, hơn 6 tỷ một căn nha. Đây, con hẻm trước nhà là một con hẻm 6m, một trục đường Lê Văn Thọ thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Hẻm xe hơi ra vào thoải mái. Có thể di chuyển xe bán tải, xe 7 chỗ vào bên trong nha. Và mời cả nhà cùng theo chân nhà đất Bác Hưng di chuyển vào khu vực bên trong. Nhà mình với hướng chính là hướng chính nam, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là đông tứ trạch. Đây, chúng ta cùng xem lên trên nha. Một bộ đôi nhà phố cổ điển, kiến trúc Pháp, rất đẹp và thiết kế cực kỳ trẻ trung, rất lung linh. Với kiểu mặt tiền làm rất nhiều đường chỉ này, có hai lớp mái thái làm lên trên cùng. Ban công là ban công vuông, cột tròn. Đấy, mặt tiền rất đẹp và cực kỳ nét luôn nha. Và chúng ta cùng di chuyển vào khu bên trong nha. Đây, nhà mình sẽ có hai lớp cửa, một lớp cửa cuốn phía ngoài và một bộ cửa nhôm sinh pha bên trong. Căn nhà này thì được gia chủ tặng full nội thất ở trong nhà mình, như có sofa này, bàn ăn, có cả 4 giường, 4 máy lạnh mới và tủ âm tường, bàn trang điểm, kệ tivi. Nội thất lên tới trị giá 300 triệu đồng. Và di chuyển vào trong này thì sẽ là khu vực đậu xe hơi của nhà mình nha. Một căn nhà diện tích vừa phải và xây dựng hết đất, thoải mái đậu xe hơi ở khu vực đây. Nó dài khoảng tầm 6m và được ốp gạch sàn là gạch bóng kính 80, gạch màu trắng. Dưới này thì gia chủ có đổ bê tông rồi, chúng ta thoải mái di chuyển xe lên trên này mà không lo sàn bị sụt lún hoặc là bị vỡ gạch nha. Hai bên tường cũng được ốp gạch lên cao rất sạch sẽ này, cao khoảng tầm 3m nha. Một bộ sofa trị giá 20 triệu đồng. Đây, có trang trí tranh treo tường. Trên thì sẽ được làm trần thạch cao, đèn chùm kiểu kiến trúc cổ điển. Với một căn nhà giá chỉ trên 6 tỷ thôi mà chúng ta có một con hẻm xe hơi trước nhà 6m, một trục đường Lê Văn Thọ, thì đây chắc chắn sẽ là bộ tứ nhà phố giá rẻ còn sót lại trên địa bàn quận Gò Vấp. Ở khu vực này thì cũng rất gần với công viên Làng Hoa, cũng như là khu vực chợ Hạnh Thông Tây. Thì anh chị nào đang muốn sở hữu một căn nhà tầm tài chính 6 tỷ thì chúng ta hãy nhanh tay liên hệ về tới bên nhà đất Bác Hưng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình, 0933 830 756, hoặc là tới số 0355 654877 để được sở hữu một trong bộ tứ siêu đẳng này nha. Chúng ta sẽ có cầu thang kiểu rẽ quạt hình chữ V rất dễ đi lại này, rất thấp với từng nhịp điệu, và với tay vịn và trụ là gỗ cam xe đặc, kính cường lực 10 ly, phía cột sẽ được ốp nhựa giả đá. Đối diện với cầu thang sẽ được bố trí một bộ tủ rượu bằng gỗ sồi. Đây, phòng bếp thì làm cao hơn phòng khách có một chút xíu thôi, khoảng tầm 10 phân thôi nha. Gạch rất bóng nha, nhà vừa mới xây xong, đã hoàn công sổ hồng vào năm 2020 rồi. Khu vực phòng bếp sẽ được ốp gạch hết tường này, rất sạch sẽ. Chúng ta có một bộ bàn ăn, một bộ bàn ăn mặt đá hoa cương. Tủ bếp là tủ gỗ sồi Mỹ, có khoảng để tủ lạnh.
Phía trên thì sẽ là trần thạch cao, đèn chùm và đèn chiếu sáng, màu sắc rất lung linh và đẹp mắt đấy. Có cả quạt trần luôn. Một căn nhà giá chỉ có 6 tỷ 350 triệu đồng mà chúng ta được tặng nội thất lên tới 300 triệu đồng rồi. Thì anh chị nào muốn sở hữu một căn nhà tầm tiền như vậy thì hãy nhanh tay alo tới bên Hưng đi để chúng ta xem căn này nha. Phía cuối sẽ là khu vực giếng trời và toilet. Đây, toilet ở cuối này, vừa phải cho nhà mình sinh hoạt nha. Và chúng ta cùng xem ngược lại này, rất đẹp và lung linh đấy. Ngang 4m2, dài 15, hẻm 16m, đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và cùng Hưng di chuyển lên khu vực tầng lửng nha. Anh chị nào đang xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng chuông để chúng ta xem và lựa chọn video nhà phố dễ dàng và tốt hơn. Phía ngoài này thì có khoảng kính để lấy ánh sáng. Và chúng ta cùng xem khu vực tầng lửng này. Tầng lửng của nhà mình được thiết kế và bố trí cực kỳ xinh xắn và đẹp mắt nha. Chúng ta có được gia chủ ốp gạch giá gỗ và có kệ tivi treo tranh tường, ốp gỗ ở hai phía, ở phía tường bên phải này. Rất đẹp. Khu vực phòng khách, phòng karaoke cực kỳ lung linh luôn. Trên có trần thạch cao, đèn chùm, giếng trời. Gia chủ thiết kế rất là hợp lý nha. Khu vực này thì làm khung sắt ở đây này, không làm như xây tường vách lên như những căn nhà khác. Với một mẫu nhà cực kỳ cách tân vào những năm 2020 thì anh chị xem video thì chúng ta hãy liên hệ để alo và đi xem trực tiếp căn này nha. Và bên Hưng có rất nhiều căn nhà ở các khung giá khác nhau, từ 3 tỷ tới những căn nhà phố đồng bộ tầm 6-7 tỷ, hoặc là những căn nhà mặt tiền, những siêu phẩm biệt thự tài chính 9-10 tỷ vẫn có nha. Hoặc là có những căn bên quận 12 giá rất rẻ. Thì khách hàng thân yêu thì hãy nhanh tay liên hệ về tới bên nhà đất Bá Hưng đi để chúng ta xem và sở hữu những căn nhà phố hợp lý. Và bên Hưng sẽ có một giá cực kỳ rẻ luôn, sẽ rẻ hơn các bên khác khoảng tầm 100 đến 150 triệu đồng nha. Với đội ngũ đông đảo và tư vấn nhiệt tình thì bên Hưng cam kết tìm được cho khách hàng những căn nhà phố rẻ, số hồng hợp lý và những căn nhà chính chủ bán nha. Đây là khu vực phòng ngủ số 1. Đây, thiết kế rất đẹp, màu sắc cực kỳ đẹp và lung linh này. Tặng full nội thất luôn, giường, tủ, kệ tivi, máy lạnh. Phòng rất rộng nha cả nhà. Sàn gạch 80. Ở đây thì chúng ta có giường 1m8 và có tủ âm tường. Trên thì có máy lạnh mới Daikin. Nội thất lên tới trị giá 300 triệu đồng rồi. Chỉ có giá 6 tỷ 350 triệu đồng thôi nha. Vẫn còn thương lượng trực tiếp với bên chủ nhà. Phía ngoài này thì cũng có một khoảng ban công khoảng tầm 1m2, cửa nhôm Sinfa. Giá rất mềm luôn cả nhà ơi. Duy nhất chỉ có 4 căn nhà phố này giá mềm như vậy thôi. Chúng ta cùng xem khu vực toilet này. Toilet của nhà mình sẽ có vách ngăn kính này, ốp gạch trên hết tường và đầy đủ thiết bị bồn cầu, bồn rửa tay, gương soi, vòi tắm tự động và vách ngăn kính. Chúng ta sẽ được gia chủ làm bằng hãng cao cấp Inox nha. Và cùng Hưng di chuyển sang khu vực phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 của nhà mình thì cũng được bố trí full nội thất luôn nha cả nhà. Như vậy thì căn nhà này chúng ta chỉ việc xách vali về ở thôi. Đầy đủ nội thất rồi. Và giá cũng rẻ luôn. Hẻm trước nhà 6m, hẻm xe hơi. Đây. Rất đẹp, bố trí cực kỳ xinh xắn rồi.
rất lung linh. Đây. Toilet sẽ được đưa về bên góc bên này và có cửa sổ ra giếng trời, rất thoáng. Nhà xây mới hoàn toàn, làm cực kỳ chắc chắn luôn. Thiết kế và thi công lên tới 1 năm trời. Và bộ đôi nhà này thì đã có sổ hồng hoàn công rồi nha. Mua có thể công chứng trong ngày được. Và chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực lầu 2, khu vực phòng ngủ số 3 và số 4. Hãy nhớ đăng ký kênh nha. Đừng quên bấm vào biểu tượng chuông để dễ dàng lựa chọn được những căn nhà giá rẻ hợp lý với từng quý hàng nhất. Khu vực trên này chúng ta cũng được tặng full nội thất như bên dưới luôn. Có 6 tỷ 350 triệu đồng thôi, vẫn còn thương lượng. Đấy, rất đẹp nha. Và chúng ta cùng Hưng di chuyển sang khu vực phòng ngủ số 4. Thì hai phòng ngủ này cũng giống như phía bên dưới thôi. Hưng sẽ lướt sơ qua cho cả nhà xem sơ thôi. Năm 2020 chắc chắn sẽ là một năm có những biến động đầy tích cực đối với bất động sản quận Gò Vấp nói riêng và bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Chắc chắn thị trường nhà đất sẽ lên và tăng giá, nhưng mà tăng không nhanh đâu cả nhà ơi. Thì anh chị nào đang muốn mua nhà thì chúng ta hãy lên mua đầu năm đi. Đầu năm sẽ có những căn nhà đẹp và giá rẻ hơn so với giữa năm và cuối năm. Chúng ta cùng Hưng di chuyển lên khu vực phòng thờ, khu vực sân thượng trước và phòng giặt, phòng phơi đồ. Một bộ cửa nhựa, cửa nhôm sifa này. Đây là khu vực phòng thờ nha cả nhà. Do gia chủ chưa làm lớp cửa ngăn phòng thờ và sân thượng trước, chúng ta về đây thì làm thêm khu vực phòng thờ nữa thì rất tuyệt vời. Có khung sắt rồi, trồng cây lên phía sân thượng trước rất là sáng và đẹp này. Đấy, nhà mới xây xong, cực kỳ sạch sẽ luôn. Chỉ chờ cả nhà đến sở hữu và dọn về ở thôi. Và phía sau này sẽ là khu vực phòng giặt và sân phơi đồ. Đây, có đường ống máy giặt luôn nha. Khu vực phòng giặt rất thoải mái nha. Sơn nước rất mịn. Phía sau là khu vực phòng phơi đồ nha. Khung sắt đầy đủ rồi, thiếu một lớp mái thôi. Đây, dưới trời làm hở. Và video của Bá Hưng đến đây là kết thúc rồi. Quý khách hàng xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh. Đừng quên cho Hưng một lượt like cùng với một lượt chia sẻ video lên trang cá nhân Facebook của bạn nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.